Chào các bạn nha. Nay mình đi thi công trạm ở Thới Lai. Các bạn ơi, hiện tại đang ở đường huyện 17, trường Xuân A này các bạn. Phố Thới Lai nha, giáp với lại Vị Thanh, Hậu Giang á các bạn ơi. Đi từ sáng đến giờ luôn á. Từ 8 giờ sáng này, đi sang Cần Thơ rồi đi lên đến đây mà giờ này 11 giờ rồi mà mới tới đây, còn chưa tới trạm nha các bạn. Các bạn biết nó xa cỡ nào rồi đấy. Cung đường này thì hai bên là chỉ có các cây phượng nha các bạn, nhìn cũng là đẹp lắm ạ. Đến mùa hè là tiếng ve kêu với lại phượng đã đỏ rực cả cung đường luôn đó các bạn. Khu vực này thì lâu lâu thỉnh thoảng mới đi qua thôi, cho nên là cũng không biết có gì để giới thiệu cho mọi người nữa. Đó, có một cái trạm thu phát sóng đó các bạn ơi, bên tay phải nha. Nhưng mà trạm này thì chắc là không phải nha, thuộc nhà mạng mình làm nha các bạn. Sử dụng Google Maps để đi và ngồi trên xe thì nó dần nha, rung máy rung lắm các bạn ơi.